Alo luôn, chào mừng anh em trở lại với kênh Cà Bóng Hải Minh và cũng như là kênh bình luận viên Hoàng Hải nha. Thì Euro 2024 cũng đã chính thức diễn ra được hơn 2 ngày rồi nha anh em. Đó thì không biết là nhớ anh em có về được bờ hay chưa hay vẫn còn đang ngoài khơi. Còn riêng Hải và nhớ anh em trong nhóm thì vẫn tiếp tục thành công ở những cái mã kèo mà mình đề xuất cho anh em ở trong các trận đấu ngày hôm qua. Chúng ta mở bát bằng trận đấu của Ba Lan và Hà Lan. Đó, mình lên cho anh em tổng cộng 4 mã kèo: Hà Lan trừ 1 FT, trừ 0.5 hiệp 1. Đó, nếu thua đánh x2, tài 1 hiệp 1 và cũng như tài 2 chờ hạ. Với cái tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về cho đội tuyển Hà Lan thì chúng ta hòa kèo handicap trừ 1 FT. Đó, thắng được mã kèo tài 1 trong hiệp 1. Đó, khi mà chúng ta khi mà cả hai đội tuyển có được cho mình hai bàn thắng cho hiệp 1 nha anh em, và cũng như là bù được hai cái mã tài tài 2 chờ hạ và cũng như là một cái mã kèo mình cho anh em vào sớm để chống nổ nha. Đó, 2.5. Đó, còn riêng ở cái mã kèo big trừ 0.5 hiệp 1 của Hà Lan, mặc dù hòa một đều nhưng mà mình vẫn không thua ở mã kèo này nha anh em, thậm chí là có lãi nữa nha. Đó, khi mà cái thời điểm mà Ba Lan mở tỷ số trước đó, mình đã ngay lập tức cho anh em đầu tư tiếp tục một cái mã kèo big. Nó mặc dù là không đánh x2 nha anh em. Đó, một tiếp tục một mã kèo big Hà Lan trừ 0.5 khi mà tỷ số là 1-0. Đó, và cũng như là một cái nhịp rung, đó, nhịp rung 1.5 không ăn 0.87. Đó, khi mà anh em đặt niềm tin vào Hà Lan trong hiệp 1 thì không có cái việc gì mà anh em phải ngần ngại về cái việc tiếp tục rung trong hiệp 1 hết. Và cái thành quả là cực kỳ rực rỡ khi mình tiếp tục bú ở cái mã kèo nhồi của Hà Lan, vẫn là một mã cược big nha anh em. Và ở đây chúng ta lời like nha. Đó, khi mà ăn được 1.26 và cũng như là bú thêm một cái nhịp rung tài hiệp 1, đó, tài 1.5 cho hiệp 1. Đó, một cái trận đấu cực kỳ rực rỡ. Và sang hiệp 2 thì mình lại tiếp tục cho anh em đầu tư thêm một cái mã big, đó, một mã big thường hiệp 2. Đó, tiếp tục đầu tư Hà Lan hiệp 2 0.5. Đó, và vẫn tiếp tục thành công với cái tỷ số chung cuộc là 2-1 dành cho bên phía Hà Lan. Cái bàn thắng cực kỳ là quý giá luôn nha anh em, khi mà giúp mình lia hai cái mã kèo tài 2 2.5 và cũng như là luôn cái mã kèo big trong hiệp 2 của Hà Lan nha. Đó, còn đến khung 20 giờ. Đến khung 20 giờ thì chúng ta đầu tư ở cái trận đấu giữa Slovenia và Đan Mạch nha anh em. Đó, khá là đáng tiếc khi mà ở trong cái trận đấu này mình có một chút do dự nha anh em, khi mà mình có cảm giác là trận này sẽ bị xỉu. Đó, mình lên clip cho anh em cũng là một cái mã kèo xỉu. Đây, một cái mã kèo xỉu đang đang mặt trừ 0.5. Đó, xỉu 2.5 và đang mặt trừ 2.25 gốc. Đó, tuy nhiên thì trải qua các cái trận đấu của Euro về tài khá là nhiều nên là mình cũng hơi ngần ngại về cái mã kèo này. Đó, quay xe cho anh em đánh tài 2 thì nó lại sai. Đó, lại sai. Đó, chúng ta bú được cái mã rung hiệp 1. Đó, thua ở cái mã kèo đang mặt trừ 0.5. Đó, nếu như mà mình cho anh em đánh thêm hai mã kèo như trên clip, đó, xỉu 2.5 và đang mặt trừ 2.25 gốc, đó là cũng đã bú được rồi. Đó, khá là đáng tiếc ở trong trận cầu giữa đang mặt nha. Đó, dạo này mình đánh góc hơi đen. Đó, dạo này mình đánh góc hơi đen nên là nhiều anh em cũng cho mình nữa là mình cho kèo góc thế nào đánh ngược lại. Đây, người anh em điền coin của mình. Đó, mình đánh góc trên. Đó, đòi đánh góc dưới nè anh em. Đó, tuy nhiên thì sếp Hải Minh cũng có cái nhận định cực kỳ là chuẩn rồi. Đó, góc đang mạch bao win, mày ngược là chết. Đó, và kết quả là đang mạch thắng góc nha anh em. Đó, nói chung là dạo này mình hơi đen đen về mã kèo góc thôi, còn về những cái mã kèo khác, đặc biệt là những mã kèo big thì mình vẫn tính nha anh em, vẫn uy tín. Và tiêu biểu là trong cái trận cầu ngày hôm qua của đội tuyển Anh. Đó, trong trận cầu ngày hôm qua của đội tuyển Anh, đó, mình đề xuất cho anh em 4 mã kèo Anh trừ 1 cả trận, chúng ta hòa tiền Anh trừ 0.5 cho hiệp 1 big. Đó, một mã kèo big trong hiệp 1 Anh trừ 0.5 và chúng ta bú luôn. Đó, và không cần xem hai. Đó, tắt máy đi ngủ. Đó, lời được nửa mã hiệp 1 trừ 0 chấm tài 0.75. Đó, thua ở cái mã kèo. Tuy nhiên mình cũng chỉ thua mình thua đủ chứ. Thua mã kèo tài 2 và tài 2.5. Đó, tuy nhiên thì kèo big nó thắng thì sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đến lợi nhuận nha anh em. Đó, giải quyết đến tất cả những cái vấn đề liên quan đến lợi nhuận của anh em luôn. Đó, trong trận cầu của Anh và Đan Mạch thì mình cũng đề xuất cho anh em, nếu như mà anh em đánh trên clip thì vẫn có lãi nha. Đó, Anh trừ một cả trận hòa tiền, trừ 0.5 hiệp 1 bú. Đó, tài 0.75 hiệp 1 bú nửa tiền, BTTS no bú đủ. Đó, đó chỉ cần anh em xem clip là cũng có lãi rồi. Còn nếu như mà anh em muốn có những cái mã kèo big bet chuẩn chỉ nhất ở trong cái đoạn từ đây tới Euro, đó thì cứ liên hệ với mình nha. Đó, đêm nay thì chúng ta sẽ có các cái trận đấu. Đêm nay chúng ta sẽ có 3 cặp trận đấu nha anh em. Ba Lan, sorry anh em, mình quên sửa. Đây là Romania và Ukraine nha anh em. Đây,
Romania và Ukraine, Bỉ, Slovakia và Áo cũng như là Pháp nha. Đó, anh em nào mà muốn có những mã kèo uy tín chất lượng nhất thì cứ liên hệ với mình qua Telegram mà còn bình luận viên Hoàng Hải đó, hoặc là Telegram của anh Hải Minh, mình có ghim ở phần giới thiệu kênh và phần bình luận bên dưới video nha, hoặc là vào nhóm chung, nhóm công khai đó. Thì hiện tại là mình vẫn đang có một cái cho anh em là thử nghiệm, trải nghiệm cái nhóm VIP miễn phí nha. Đó, khi mà mình sẽ cho anh em vào nhóm VIP đó, trải nghiệm những cái mã kèo trong vòng một ngày đó, trong vòng một ngày, nếu như anh em thấy nhóm VIP ok đó, hoạt động ổn, những mã kèo uy tín chất lượng thì cứ tiếp tục đồng hành cùng với mình đó. Điều kiện là chỉ cần đăng ký tài khoản thôi là vào nhóm đó, vào nhóm tham khảo kèo, tham khảo kèo đó. Anh em đánh ở đâu mình không cần quan tâm đó, anh em cứ đánh cò, cứ đánh trang khác mình không cần quan tâm, anh em trải nghiệm tốt ok thì quay sang ủng hộ mình đó, đăng ký tài khoản. Còn nếu như thấy ok thì tiếp tục lên vốn ở trang mình đang quảng cáo đó, tiếp tục đồng hành của anh em đó. Và hiện tại cũng đang có cực kỳ nhiều anh em đây, cũng có cực kỳ nhiều anh em đó đăng ký tài khoản xong vào nhóm VIP trải nghiệm không có gì hết đó. Cái vấn đề này thì mình, cái nhóm mình, nhóm real, nhóm thật, nhóm chất, nhóm VIP thì mình không có việc gì phải ngại thêm đó, vàng thật không sợ lửa, nên là cứ cho anh em trải nghiệm thoải mái đó, thấy ok tiếp tục đồng hành cùng với mình. Không chỉ riêng Euro này, không chỉ riêng Copa America mà còn sẽ là những giải đấu trong tương lai tiếp theo đó, cũng có nhiều anh em đồng hành với mình từ Euro trước rồi World Cup 2022 đó, đến giờ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với mình đó. Những anh em nào tin tưởng đó vẫn cứ theo mình, theo anh Hải Minh thôi đó. Còn nếu như mà anh em thấy video này hay thì để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Rồi, ở video này thì mình sẽ lên cho anh em cái trận đấu giữa đội tuyển Đức và Hungary nha anh em, thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng Euro 2024. Trận đấu sẽ được diễn ra lúc 23 giờ ngày 19 tháng 6 2024 nha anh em. Thì ở cái bảng đấu hiện tại, đội tuyển Đức sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên, họ vẫn đang đứng ở vị trí đầu bảng nha anh em, sau khi mà có được cái chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1 trong cái trận đấu khai mạc Euro trước Scotland nha. Đó, còn Hungary thì họ cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 3 thôi anh em, sau khi mà để thua các cầu thủ Thụy Sĩ với tỷ số là 3-1 nha. Họ xếp trên Scotland nhờ hơn về hiệu số bàn thắng thua nha. Đó, thì cũng sẽ có khá là nhiều người khó tin được là Đức sẽ có được cái chiến thắng đậm đến như vậy với Scotland ở trong cái trận đấu khai mạc Euro này. Tuy nhiên thì các cầu thủ Đức đã chứng minh được những cái thành tích bất lợi ở trong cái các cái trận đấu giao hữu trước đó, đó như là hòa trước Ukraine hay là chỉ thắng tối hiệu với Hy Lạp, chỉ là những cái thử nghiệm và cũng như là dấu bài của bên phía đội tuyển Đức. Đó, họ cũng đã chứng minh được những cái thất bại trước đó cũng chỉ là họ cố tình làm như vậy thôi anh em. Đó, và cái chiến thắng giòn giả với tỷ số 5-1 cũng đã chứng minh được cái sức mạnh thật sự của đội chủ nhà Đức ở những cỗ xe tăng nha anh em. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn một chút về cái thành tích đối đầu của bên phía Đức và Hungary. Khá là bất ngờ khi mà ở trong 3 trận đấu gặp nhau gần đây nhất thì đội tuyển Đức lại không có bất kỳ chiến thắng nào nha anh em trước các cầu thủ Hungary đó, với hai trận hòa và một trận thua đó, một cái thành tích tương đối bất ngờ. Hai cái trận đấu mà Đức gặp Hungary ở trong khuôn khổ UEFA Nations League 2022 nha. Đó, thì Đức chỉ có được cho mình một trận hòa với tỷ số 1-1 và thậm chí là để thua Hungary với tỷ số là 1-0 luôn nha anh em. Đó, và ba cái trận đấu liên tiếp họ đều thua kèo handicap với cái mức chấp tương đối cao 1.5 một hòa và 1.75 nha anh em, cũng là một cái mức chấp tương tự như trong cái trận đấu ngày hôm nay. Đó, về cái thành tích gần đây thì như mình cũng vừa đã nói là Đức có được cho mình cái chiến thắng 5-1 ở trong cái trận đấu mở màn của Euro. Đó, còn trước đó thì họ cũng đã có được cho mình 6 chiến thắng, 2 trận hòa và mới chỉ để thua 2 trận trước các cầu thủ Áo và Thổ Nhĩ Kỳ thôi anh em, 2 trận đấu thuộc lượt trận giao hữu quốc tế thôi, nên là cũng không có quyết định được gì nhiều. Ở chiến thắng trước Scotland cũng là chiến thắng một trong 5 trận đấu bất bại gần đây nhất của bên phía các cầu thủ Đức nha anh em. Đó, và họ cũng thắng được cái mã kèo handicap 1.5 đó, chấp 1.5 chứ Scotland cũng tương đối là ngọt ngào. Đó, và đây cũng là một cái trận đấu mà mình và anh em trong nhóm đầu tư cực kỳ thành công nha, với các mức kèo đó Đức trừ 0.5 hiệp 1 nè, đó thắng luôn ngay từ hiệp 1 không cần phải nhồi x2 sang hiệp 2 nha anh em. Đó, bú luôn mã kèo tài 2, đó bú luôn mã kèo Đức trừ 2.75 góc, chúng ta chỉ thua duy nhất ở cái vị 2-0-3-0 của đội chủ nhà thôi. Đó, còn lại thì chúng ta cũng đã thắng được ở trong các cái mã kèo còn lại của đội tuyển Đức nha. Đó, còn về bên phía các cầu thủ Scotland thì
Bên phía các thủ Hungary đó thì họ cũng đã có một cái thất bại với tỷ số 3-1 trước các thủ Thụy Sĩ nha anh em. Đó, một thất bại cũng tương đối là nặng nề nha. Đó, đây cũng là cái trận thua thứ hai ở trong tổng số 10 trận đấu gần đây nhất của các thủ Hungary nha anh em. Mặc dù trước đó họ cũng đã có cái thành tích tương đối là tốt với 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Đó, 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Đó, họ cũng để thua kèo handicap ở mức chấp đồng banh thôi. Đó, cái mức đồng banh của bên phía Hungary và cao thủ Thụy Sĩ thôi. Họ cũng chỉ thắng kèo được 50% ở trong tổng số 10 trận đấu gần đây nhất. Tuy nhiên thì với cái thất bại 1-3 này thì cũng đã nối dài cái chuỗi trận về tài của bên phía Hungary lên đến 70% nha anh em. Đó, lên đến 70%. Thì nói chung là về cái tình hình lực lượng của Hungary thì cầu thủ đáng chú ý nhất là Dominic Szoboszlai ở tiền vệ của Liverpool. Tuy nhiên thì một cái nén không thể làm nên mùa xuân nha anh em, khi hàng tiền vệ của Hungary cũng đã không làm được bất kỳ điều gì, đã không có khả năng kiểm soát với cái hàng tiền vệ 4 người này, đã không có bất kỳ cầu thủ nào được đánh giá trên 7 điểm nha anh em ở trang SofaScore. Đó, toàn là 6 chấm mấy thôi. Đó, và chỉ có một mình Dominic Szoboszlai đó là được 8 chấm điểm xếp hạng ở trên SofaScore thôi. Đó, và một mình anh cũng không thể gồng gánh nổi tiếng giữa của bên phía các cầu thủ Hungary, khi mà bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ cũng có tương đối là nhiều ngôi sao trong đội hình như là Granit Xhaka. Đó, Granit Xhaka, Akanji hay là Jan Sommer. Đó, thì nói chung là thất bại trước Thụy Sĩ cũng là một điều khá là dễ hiểu của bên phía các cầu thủ Hungary thôi, và ở trong trận đấu ngày hôm nay họ cũng sẽ khó làm nên bất ngờ trước đội chủ nhà Đức. Đó, nên là ở trận đấu này thì mình sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo, đó là Đức trừ 1.5 FT. Đó, thì nói chung là hiện tại vẫn cái mức kèo này thì anh em đầu tư sớm thôi, ăn được thì ăn, không ăn được thì nói chung cũng không có vấn đề gì. Đó, quan trọng là anh em phải đánh kèo hiệp 1 cho mình, Đức trừ 0.5 cho hiệp 1, và sang hiệp 2 nếu như mà thua sang hiệp 2 anh em có thể nhồi tiếp Đức một cái mã kèo x2 khi mà mã kèo chấp của bên phía Đức hạ xuống còn khoảng dưới đầu 1 nha, 1 hòa 0.75, hoặc là anh em có thể canh 0.5 nha, thì anh em biết một mã kèo x2. Đó, khi mà hiện tại mình vẫn cảm nhận được Đức trừ 1.5 này vẫn tương đối là cao. Đó, nhưng mà anh em vẫn vào sớm thôi, vào sớm nếu ăn được thì tốt. Đó, còn không thì anh em cứ tiếp tục nhồi Đức với cái mã kèo 0.5 hiệp 1 và cũng như là kèo hạ xuống 1 hòa ở trong hiệp 2. Đó, và kèo thứ hai sẽ là kèo tài 1. Đó, tài 1 hòa, tài 1 trong hiệp 1 nha anh em. Đó, đương nhiên rồi, anh em đầu tư một mã kèo Đức trừ 0.5 cho hiệp 1 thì đương nhiên anh em phải đầu tư thêm một mã kèo tài hiệp 1 thôi. Đó, với kỳ vọng là nó sẽ có ít nhất một bàn, hoặc là nếu như mà có hai bàn thì sẽ giúp anh em thắng kèo nha. Đó, hiện tại cái mức kèo tài hiệp 1 cũng tương đối là cao, tài 1.25. Đó, ở mã kèo chính tài 1 hòa thì ăn chỉ có 0.62 thôi anh em. Đó, anh em vào sớm cho mình một hòa, hoặc là anh em có thể đánh xuống tầm khoảng 0.75 đến rung nha. Đó, đánh từ 0.5 xuống rung. Đó, thì đây sẽ là một cái mặt kèo mà anh em vẫn có thể đầu tư được ngay từ hiệp 1. Đó, đội tuyển Đức họ vẫn sẽ cố gắng có được cái lợi thế từ sớm nha anh em. Đó, lợi thế từ sớm để có thể duy trì được cái vị trí đầu bảng của mình. Đó, cái vị trí đầu bảng trước khi có cái trận đấu sẽ khá là khó khăn. Đó, khá là khó khăn trước các cầu thủ Thụy Sĩ ở trong lượt trận cuối cùng nha. Đó, nên là mình sẽ đề xuất cho anh em tổng cộng 3 mã kèo Đức trừ 1.5 FT. Anh em đánh nhẹ nhàng Đức trừ 0.5 HT. Đó, trừ 0.5 cho hiệp 1 anh em có thể căng tay một xíu. Đó, và nếu như mà thua thì sang hoa anh em hoàn toàn có thể nhồi kèo Đức dưới đầu 1 0.75 hoặc là 0.5, và cũng như là một mã kèo tài 1 cho hiệp 1. Đó, còn về các mã kèo gốc thì nói chung là mình dạo gần đây mình đánh gốc khá là đen nha anh em, nên là mình cũng không đề xuất gốc cho anh em. Đó, và nếu như mà đội tuyển Đức không có được lợi thế trong trận đấu này ngay hiệp 1 á, thì anh em có thể hoàn toàn đánh nhồi gốc Đức ở trong hiệp 2. Đó, và hiện tại các mức kèo gốc nó cũng là tương đối, ở mức tương đối thôi anh em, ở mặt bằng chung Euro năm nay ở cái mức tầm khoảng 9 hòa. Đó, 9 hòa thì nói chung hiện tại kèo xỉu đang ăn thấp hơn 0.81 so với kèo 1.01 nha. Đó, thì có thể cái trận đấu này một lần nữa sẽ về xỉu gốc nha anh em. Đó, thì nói chung là mình sẽ chốt kèo gốc cho anh em ở trên nhóm sau. Đó, còn anh em nào mà chưa có nhóm để theo, chưa có kèo để chơi thì có thể liên hệ với mình qua Telegram @ bình luận viên Hoàng Hải nha, hoặc là liên hệ với anh Hải Minh qua Telegram, đó là Hải Minh Bóng Đá, hoặc là vào nhóm kèo miễn phí. Đó, mình có ghi ở phần giới thiệu kênh cũng như phần bình luận bên dưới video nha. Đó, thì hiện tại mình vẫn sẽ hỗ trợ anh em vào nhóm VIP trải nghiệm một ngày nha. Đó, do cũng có nhiều anh em phản hồi là không biết là
nhóm hoạt động như thế nào và kèo cọt mình lên cho anh em có ổn hay không á. Nên là mình sẽ cho anh em trải nghiệm nhóm VIP trong vòng 24 giờ. Nếu như mà thấy ok, nhóm uy tín, mã kèo mình lên chất lượng thì anh em có thể tiếp tục lên vốn và đồng hành cùng nhau cho anh em biết thủ. Rồi, nếu như mà anh em thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để có thể xem sớm những video mới nhất từ kênh Kèo Bóng Hải Minh và cũng như là kênh Bình Luận Viên Hoàng Hải nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.